Xin thân ái kính chào quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa, một đêm bình an Chúa ban cho chúng ta. Và buổi sáng hôm nay chúng ta lại cùng được ra mắt Chúa, cùng được lắng nghe lời của Ngài. Để bắt đầu chúng ta cùng nhau cầu nguyện để Chúa hiện diện và dạy dỗ chúng ta. Lạy Chúa, Cha yêu thương, kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa một đêm phước hạnh mà Ngài ban cho chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài luôn ở cùng chúng con. Ngài luôn ban lời của Ngài cho chúng con và luôn dẫn dắt chúng con. Cảm ơn Chúa. Xin ban phước trên thời giờ học của chúng con. Xin Chúa Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài để chúng con hiểu được và chúng con ghi nhớ, chúng con làm theo. Xin giúp chúng con bởi năng quyền của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin biến đổi chúng con mỗi ngày mới hơn, mỗi ngày được nên thánh hơn trong tình yêu của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng nghe một bài học. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2019. Chúng ta sẽ nghe bài học với cái tựa đề đó là những chiều kích vô hạn. Chúng ta cùng nghe với nhau để chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Lời Sống Hàng Ngày. Phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề những chiều kích vô hạn, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 16 đến câu 21. Tôi cầu xin Ngài, tùy sự phong phú của vinh quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ, và bởi đức tin Đấng Christ ngự trong lòng anh em, tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương, để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, và biết được tình yêu thương của Đấng Christ là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trỗi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được tôn vinh trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Giêsu trải qua mọi thế hệ cho đến đời đời vô cùng. Amen. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 3, câu 17-18. Tôi cũng cầu nguyện để anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu của Đấng Christ. Tôi vẫn nằm trên bàn chụp và hít thở theo hiệu lệnh trong lúc cái máy chạy ro ro và lách cách. Tôi biết nhiều người đã từng trải qua các đợt chẩn đoán hình ảnh MRI. Nhưng đối với người mắc chứng sợ không gian hẹp như tôi, trải nghiệm đó đòi hỏi tôi phải tập trung vào điều gì đó, một ai đó vĩ đại hơn chính tôi. Trong tâm trí tôi, câu Kinh Thánh, chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu của Đấng Christ cứ hiện ra theo nhịp của tiếng máy chạy. Trong lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cho Hội Thánh Ê-phê-sô, ông mô tả 4 chiều kích trong tình yêu của Chúa nhằm nhấn mạnh tình yêu vô hạn và sự hiện diện không ngừng của Ngài. Chỗ nằm của tôi trong máy MRI đã cung cấp một hình ảnh mới mẻ cho sự hiểu biết của tôi. Chiều rộng, mỗi bên 15cm, tính từ cánh tay khép chặt vào hai bên sườn bên trong ống. Chiều dài, khoảng cách từ hai đầu ống trụ, kéo dài từ đỉnh đầu đến gót chân. Chiều cao, 15cm, tính từ chóp mũi của tôi đến trần ống. Chiều sâu, hệ thống ống gắn chặt vào nền nhà bên dưới, nâng đỡ thân tôi. 4 chiều không gian minh họa cho sự hiện diện của Chúa xung quanh tôi, giữ tôi trong ống MRI và trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Tình yêu của Chúa luôn bao phủ chúng ta. Chiều rộng, Ngài dang rộng vòng tay Ngài để vươn tới mọi người ở mọi nơi. Chiều dài, tình yêu Ngài không bao giờ vơi cạn. Chiều cao, Ngài nâng chúng ta lên. Chiều sâu, Ngài hạ xuống, giữ chặt chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Không gì có thể chia cắt chúng ta khỏi Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con dừng lại để suy ngẫm về tình yêu toàn diện của Ngài
dành cho chúng con. Amen. Đâu là những hoàn cảnh khiến bạn nghi ngờ tình yêu của Chúa? Bạn sẽ chọn tin cậy Ngài thế nào? Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm lời sống hàng ngày. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy nở một nụ cười với nhau, với những người xung quanh trong ngày mới này. Và nhớ, dẫu trong ngày hôm nay có nhiều điều buồn bã hay có những cái điều gì làm chúng ta không vui, thì chúng ta cũng phải có một suy nghĩ tích cực để chúng ta vui, vì chúng ta biết rằng Chúa luôn yêu thương chúng ta và luôn ở cùng chúng ta. Nếu như Chúa không ở cùng thì những cái điều mà xảy đến đó nó còn có thể tồi tệ hơn. Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài ở cùng chúng ta. Cũng như hôm qua chúng ta nói về vấn đề suy nghĩ tiêu cực hay tích cực. Và tôi muốn rằng chúng ta luôn có những cái suy nghĩ tích cực trên đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta vào trong cái bài học, chúng ta sẽ thấy như thế này. Nếu như hôm nay tôi nói với quý vị một cái điều, đó là quý vị biết ông Bill Gates là người giàu nhất, giàu thứ hai ở trên thế giới. Bởi vì hiện nay thì ông chủ của Amazon đang là người đứng nhất, trên 100 tỷ đô. Ông Bill Gates thì 90 mấy tỷ đô. Cho nên là ông Bill Gates đang đứng thứ nhì. Nếu mà nói như vậy thì chúng ta, những người trẻ thì dễ biết, những người lớn thì không có biết ông Bill Gates, bởi vì không có sử dụng cái computer đó. Nhưng mà những người trẻ thì luôn luôn sử dụng Microsoft thì sẽ biết đến Bill Gates. Nhưng mà giờ quý vị cứ nhớ là đó là một người rất là giàu, rất là giàu. Nhưng mà nếu hôm nay tôi nói với quý vị một bí mật, đó là ông ta đã quyết định, mình ví dụ nha, ông ta quyết định tặng cho quý vị, cho quý vị được phép hưởng trong cái số tài sản của ông ta. Thay vì ông ta cho con ông ta thì bây giờ ông ta quyết định là cho luôn quý vị một số tiền trong cái số tài sản của ông ta. Quý vị chỉ việc đến, quý vị nhận cái số tiền đó cho mình. Mà chuyện thật, báo đăng công bố luôn trên Internet, trên mọi phương tiện truyền thông về điều đó. Thì quý vị sẽ nhận cái điều đó thế nào? Vui lắm, đúng không? Nói gần chút xíu đi. Thí dụ như bây giờ cha mẹ của chúng ta rất là giàu có bắt đầu chia gia tài, thì cái chuyện cha mẹ chia gia tài cho con thì dễ rồi, tại vì đó là lẽ đương nhiên trong luật pháp cũng như vậy. Nhưng mà tự nhiên cái ba của người bạn của chúng ta là một người rất là giàu lại quyết định chia gia tài và nói rằng giống như ba của bạn thôi vậy đó, giàu lắm, đồ quyết định nói là kêu Lợi á, kêu Lợi bạn của con á đến đây, quyết định là chia gia tài cho nó nữa. Hoặc là bây giờ nếu cha mẹ chúng ta kêu với con, kêu bạn con lại tới đây đi, rồi ta chia gia tài cho bạn con nữa, thì chúng ta suy nghĩ gì? Nhiều cái ý kiến, đúng không quý vị? Nếu như chúng ta là người được hưởng cái gia tài từ gia đình của người bạn mình á, thì mình thích lắm. Thích lắm, bởi vì tự nhiên đúng là mình không có được mà bây giờ mình lại được, giống như Bill Gates vậy đó. Tự nhiên cho mà ở đâu đâu mà mình lại được hưởng một cái gia tài khủng khiếp luôn, vui vô cùng. Nhưng mà nếu mà gia tài của cha mẹ mình mà lại cho bạn mình á, thì lại cảm thấy tiếc tức đó. Và cái phân đoạn mà hôm nay ông Paulo ông nói nó giống như vậy. Tôi đọc cho quý bạn chị em nghe ở trong episode, cái phần kinh thánh mà mình mới nghe đó. Thì bây giờ đọc ở phần trên. Phần trên sau khi giới thiệu ông thì nói rằng: "Và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời." Lưu ý nha, một cái lẽ mầu nhiệm. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người. Ông nói gì? Có một cái bí mật.
một cái bí mật mà Chúa tôi cho tôi biết. Và tôi bây giờ tôi nói với anh em, đây là cái bí mật mà từ trước các đời chưa bao giờ được tiết lộ. Đây là một cái thiên cơ, một cái bí mật từ trên trời được Chúa bày tỏ cho ông và ông công bố với mọi người. Còn chúng ta đây là một điều rất là đặc biệt. Mà bây giờ đây là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ông nói với các sứ đồ, ông nói với dân Israel thời bấy giờ, đó là gì? Đây là một bí mật mà trải qua các đời chưa có được công bố, nhưng bây giờ Đức Thánh Linh bày tỏ cho ông và muốn cho các sứ đồ cũng như dân Israel biết được rằng Chúa cũng cứu dân ngoại nữa. Chúa cũng cứu dân ngoại nữa. Đây là một bí mật mà ngày hôm nay mình nghe mình thấy thường quá. Thấy thường quá. Nhưng mà bí mật đó là dành cho chúng ta đó quý vị. Dành cho chúng ta đó. Bởi vì sao? Vì trước cái thời Chúa Giêsu chỉ có dân Israel mới thờ phượng Đức Chúa Trời. Và cái đó là tuyển dân. Họ là tuyển dân. Cho nên sự thờ phượng có thể có những dân ngoại họ cũng cùng thờ phượng, nhưng mà cái đặc ân hay là cái tình yêu mà Chúa dành một cách đặc biệt chỉ dành cho tuyển dân mà thôi. Và dân những dân ngoại đó thì không có được hưởng sự cứu chuộc, sự cứu rỗi. Thời đó tất cả các đều tỏ ra là như vậy hết. Đây rất là, mình không biết là diễn tả làm sao để cho quý ông bà anh chị em hiểu. Nhưng mà mình lấy ví dụ như thế này đi, là giống như cái việc chia gia tài lúc nãy vậy đó. Cha chỉ chia gia tài cho con ruột mà thôi, chỉ chia gia tài cho con ruột thôi, không có cái chuyện đem gia tài cho người khác. Nhưng mà bây giờ Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông Phaolô biết và ông truyền lại cho những sứ đồ khác cũng như cho dân Israel rằng Đức Chúa Trời cũng cứu dân ngoại nữa, và dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể. Chúng ta nhớ tới cái thời nô lệ đó. Cái thời nô lệ là gì? Nô lệ không có cái quyền tự chủ của một con người. Nô lệ phụ thuộc hoàn toàn nơi chủ. Chủ có quyền giết, đánh đập, giết mà không hề bị bắt tội. Bởi vì đó là một cái, thậm chí coi như là nô lệ là một con vật vậy đó. Nô lệ là một cái vật sở hữu thôi, không có cái ý nghĩa gì hết. Nhưng mà đến một ngày khi mà nô lệ được xem là con người, cái chế độ mà nô lệ bị bãi bỏ để rồi những người đó được kể là con người, thì họ rất là vui, rất là hạnh phúc kinh khủng đó. Nhưng mà trải qua một cái thời gian dài thì bây giờ người ta còn đâu có còn cái cảm giác của cái việc đó nữa. Thì chúng ta cũng giống như vậy. Đây là cái điều mà khi mà nói ra thì quý vị thấy nó khô khan, nó bình thường quá, nó tầm thường quá. Quý vị thấy rằng ngày hôm nay chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta thấy chúng ta bình thường, chúng ta thấy đó là chuyện đương nhiên, vì chúng ta tin Chúa là chúng ta là con cái của Chúa. Đương nhiên chúng ta không còn thấy đây là một cái đặc ân nữa. Nhưng nếu chúng ta biết rằng chúng ta chỉ là dân ngoại, chúng ta chỉ là cái dân mà không có được, lẽ ra không có được hưởng một cái gì hết ở trong cái phần mà Chúa dành cho dân Israel là tuyển dân của Chúa, nhưng mà Chúa vì yêu thương loài người, vì tình yêu của Chúa quá lớn lao, cho nên Chúa đã cứu luôn chúng ta là những người không đáng, là những người thuộc về dân ngoại. Nhưng mà Chúa vẫn cho chúng ta được dự phần ở trong cái sự kế tự làm con của Đức Chúa Trời. Và
là các chi của đồng một thân thể, là một thành viên ở trong hội thánh phổ thông trên toàn thế giới. Quay trở lại cái ví dụ hồi nãy mình nói đó, là chúng ta được, tự nhiên chúng ta được dự phần ở trong cái việc chia của, chia tài sản của ông người giàu nhất trên thế giới. Chúng ta thấy vui lắm ha, chúng ta thấy hạnh phúc lắm. Hay gần nhất tự nhiên cái ông nhà giàu cũng chia tài cho con, ông tự nhiên kêu mình tới, ông cho phần rồi, vui vô cùng luôn. Nhưng mà chúng ta lại không thấy được cái niềm vui khi chúng ta được Chúa xem xét và Chúa yêu thương chúng ta, Chúa cứu chuộc chúng ta, dù chúng ta không xứng đáng. Cho nên bài học hôm nay Chúa muốn nhắc nhở chúng ta ngồi lại suy nghiệm tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta là một người không xứng đáng, một tội nhân. Một tội nhân lẽ ra là phải chết mất đời đời. Nhưng mà Chúa đã yêu thương chúng ta, Chúa đến, Chúa chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để cứu chuộc chúng ta. Ngài đã sống lại và Ngài đem chúng ta đến với Ngài, đến với Đức Chúa Cha để chúng ta được sự cứu rỗi. Có lẽ bài hôm nay mình không biết cách để diễn tả cho quý ông bà anh chị em hiểu được một cách rõ ràng là của Chúa. Mình chỉ cầu xin Đức Thánh Linh giúp cho quý ông bà anh chị em cảm nhận được cái tình yêu của Chúa. Quý ông bà anh chị em phải biết rằng mình không là cái gì ở trước mặt Chúa. Mình là vừa là một tội nhân hư mất, mình vừa là một người ngoại, không phải là tuyển dân Israel của Chúa. Mình luôn luôn có phạm lỗi này lỗi kia trong cuộc sống. Rồi Chúa yêu thương, Chúa tìm đến, Chúa cứu mình. Nếu quý ông bà anh chị em là người ở trong gia đình tin Chúa từ nhỏ, thì có thể lắm quý vị chẳng cảm nhận được gì về tình yêu của Chúa. Nhưng đối với một người phải nói là hoàn toàn không biết gì về Chúa như tôi, ở trong gia đình gọi là thờ cúng ông bà, làm sao biết đến Chúa để mà tin. Nhưng mà Chúa tìm và Chúa đã cứu tôi, thì tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa một cách rõ ràng. Lẽ ra tôi đã hư mất như bao nhiêu người khác. Lẽ ra bây giờ tôi phải đã chúi đầu vào trong rượu chè chăng, hay là cờ bạc chăng, hay là đang đi vào con đường lụng bại chăng. Nếu Chúa không tìm và cứu tôi thì có thể lắm tôi đã chết mất rồi. Cho nên chúng ta phải thấy rằng Chúa rất là yêu thương và Chúa đã đối đãi với chúng ta một cách vô cùng đặc biệt. Và mỗi lần chúng ta nghĩ đến tình yêu của Chúa, chúng ta không thể nào làm Chúa buồn. Chúng ta phải làm cho Chúa vui. Làm Chúa vui bằng cách là chúng ta tìm biết ý muốn của Chúa cho cuộc đời của mình để chúng ta làm theo. Đó là điều mà Chúa muốn dạy chúng ta. Rất là gọi là khó hiểu, rất là khô khan và rất là khó trình bày để quý vị học được cái bài học hôm nay. Và có thể là bài học hôm nay là cái bài học mà quý vị cảm thấy không có ok. Bởi vì thường người ta nghe giảng đó, mà ông mục sư giảng vui, ông mục sư giảng đúng tâm lý, ông mục sư nói cái điều gọi là chí lý quá, thì chúng ta sẽ rất là thích. Ông mục sư hôm nay giảng hay quá, rồi lời của chúng ta tuyệt vời quá. Nhưng mà nếu mà một cái buổi học kinh thánh hay một cái bài học nói đến một cái chân lý nào đó, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái điều đó nó thường quá. Thí dụ như là tin Chúa thì được sự cứu rỗi, tin Chúa thì được sự sống đời đời. Ngày hôm nay chúng ta thấy nó thường quá. Nhưng mà anh chị em thấy bình thường quá. Hôm nay nói Chúa rất là yêu chúng ta, Chúa đã chịu chết vì cái chúng ta, và chúng ta là dân ngoại, chúng ta không đáng được hưởng, nhưng mà Chúa đã cho chúng ta được hưởng. Quý vị thấy thường quá. Quý vị nói, ồ, tưởng sao hôm nay học kinh thánh cái bài đó thấy bình thường, chứ nói chuyện đương nhiên không à. Tin Chúa thì được cứu là đương nhiên rồi, tin Chúa thì được vào trong hội thánh phổ thông là đương nhiên rồi, nó có gì đâu mà nói. Nhưng mà ông Phaolô ngày hôm đó khi ông công bố cái điều này, đó là điều rất đặc biệt. Đối với những người trong dân Israel, các môn đồ của Chúa lúc đó họ nghe cái điều đó, họ thấy không chịu được luôn. Dân Israel không chịu được luôn, đến nỗi mà họ không chấp nhận được. Họ không chấp nhận là, quý vị biết không, hôm qua câu chuyện mà dân Israel
dân Juda đó không có chịu mà đi qua hay là giao du hay nói chuyện với người Samari đó. Nghĩa là ngay cả người Samari cũng là gốc Juda đó, mà có một số là bị lai khi mà họ bị lưu đày, họ có những cái dòng máu của những dân ngoại lai ở trong người thôi đó, mà họ còn không có chấp nhận đi, thậm chí họ không có đi qua cái vùng Samari, họ phải đi qua xứ khác, đi vòng qua. Chúng ta thấy như vậy, mà huống chi đến một cái dân ngoại khác, dân xa xôi không có một cái dòng máu của Juda, không, ví dụ như dân Việt Nam của chúng ta ở quá xa, mà bây giờ Chúa cũng cứu luôn, thì họ sẽ cảm thấy điều đó là cái điều mà giống như tự nhiên cha mẹ mình kêu thôi, kêu bạn tới chia gia tài cho nó luôn vậy đó. Chúng ta có cảm giác đúng không? Rất là khó chịu. Mà thời đó Phaolô công bố điều đó thì dân ngoại rất là vui mừng, rất là vui mừng. Giống như chúng ta không đáng mà chúng ta lại được thì chúng ta phải rất vui mừng, khó diễn tả lắm quý vị. Nhưng mà bây giờ thôi thì bài học sẽ bị dài nếu như mình cứ lòng vòng như vậy. Thì lại nói một điều đó là gì, bài học hôm nay Chúa khẳng định cho chúng ta một điều, đó là gì? Chúa đã cứu chúng ta, đã cứu chúng ta qua cái việc Chúa chịu chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của cả thế giới này, cả nhân loại này, không phải dành riêng cho tiễn dân của Chúa mà dành cho chính đời sống của tôi, quý ông bà anh chị em. Chúa đã cứu chúng ta, cho nên chúng ta đấy, đây là điều chắc chắn, đáng tin, đáng nhận lấy, đáng vui mừng. Quý ông bà anh chị em đã được Chúa cứu rồi, đã được dự phần ở trong thân thể của Chúa rồi, và chúng ta là một chi thể, và chúng ta phải đem cái điều đó đến cho những người xung quanh. Chúng ta đừng có tư tưởng ích kỷ, chúng ta đừng có giữ riêng cho mình, nhưng mà chúng ta phải chia sẻ cái điều đó. Bởi vì cái ân điển của Chúa đủ lớn để ban cho mọi người, tình yêu của Chúa đủ lớn để ban cho tất cả mọi người. Nếu quý vị không chia sẻ thì quý vị trở nên ích kỷ, nhưng quý vị chia sẻ thì quý vị lại có được thêm chứ không mất gì đó. Chúng ta lại thêm được tình yêu thương đó với anh em chúng ta, chúng ta chia sẻ. Và ở đây tôi nói thêm quý vị một cái điều mà đó là suy nghĩ tích cực về sự chia sẻ. Những ngày qua mình thấy một ngày có khoảng được trung bình khoảng 70 người xem cái bài học hôm nay. Trong đó có, mình cho rằng có khoảng 20 đến 30 người là người chưa tin Chúa. Bởi vì cái anh em xem, anh em ghi bên dưới cái nhận xét đó, anh em nói là anh em có qua ghé qua cái kênh của mình, anh em đã đăng ký kênh của mình, và anh em đề nghị là mình qua cái kênh của anh em để đăng ký, để mà cùng nhau nâng đỡ nhau, để nhiều người được biết đến cái kênh của nhau. Thì khi mà anh em comment như vậy thì mình sẽ biết rằng đó là người chưa tin Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Chúa cho có nhiều anh em chưa tin Chúa cũng nghe, và thậm chí có nhiều anh em cũng ghi ở dưới, mặc dù họ chưa biết về Chúa nhiều, họ ghi ở dưới là cảm ơn Chúa chẳng hạn, hay là Đức Chúa Trời nhân từ, Đức Chúa Trời gì đó. Họ dùng những cái từ mà của một người chưa biết Chúa họ nói, nhưng mà mình cảm ơn Chúa. Đó là anh em đã ghé qua thăm. Nhưng mà như vậy thì còn 50 người kia là con cái của Chúa. Thì lại có nói là nếu là con cái của Chúa thì xin ghi xuống ở dưới về suy nghĩ, về bài học, về ý kiến. Hay là chỉ cần ghi là một câu thôi, là tôi là một cơ đốc nhân, cảm ơn Chúa vì cùng học Kinh Thánh với nhau. Để là biết được có bao nhiêu người là con cái của Chúa, không ai ghi hết. Ít lắm, đếm chưa được 5 người nữa. Điều đó làm cho lại rất là buồn. Đó là gì? Chúng ta không có sẵn, gọi là gì ta? Chúng ta không có sẵn sàng mở lòng mình ra. Chúng ta không có sẵn sàng mở lòng mình ra. Lại đã nói, mong anh em viết xuống như vậy thì chỉ cần vài chữ thôi, anh em cũng không có mở lòng ra. Hoặc là thấy có 50 người là anh em với nhau, nhưng mà thấy like á, nghĩa là thích cái video á, thích cái bài học Kinh Thánh hôm nay á, thì một hai người như vậy thì mình thấy người Việt mình á dở ở chỗ đó. Đây là tâm sự về cái suy nghĩ tích cực đó. Người Việt mình dở chỗ đó, người ta làm gì đó cho mình thường không có cảm ơn, thấy rõ luôn. Tôi có một người bạn ở nước ngoài về chơi, thì người bạn đó mình làm một cái gì đó cho người bạn đó thôi là người bạn nó cảm ơn ngay à.
Ví dụ như là mời người bạn đó ăn cơm, người bạn đó cảm ơn, xong người bạn đó hỏi ai nấu cái này, cái mình nói là nấu, người này nấu, người kia, người bạn đó quay qua cảm ơn, cảm ơn chị đã nấu, cảm ơn anh đã mua cho tôi cái này, cảm ơn. Nó xuất phát từ trong lòng rõ ràng luôn, chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà người Việt của mình á, không phải không biết ơn đâu, mời ăn cũng biết á, nhưng mà không bao giờ cảm ơn. Nó ăn sâu vào trong cái tư tưởng của tiêu cực của chúng ta rồi, quá tiêu cực luôn. Chúng ta không bao giờ mở miệng, chúng ta cảm thấy khi mà một đứa nhỏ đó, tôi để ý họ còn nhỏ đó, dạy nó cảm ơn, nó cảm ơn. Đến khi nó lớn lên khoảng chừng chuẩn bị đi học á, kêu nó cảm ơn cái nó không cảm ơn. Có lần tôi hỏi sao con không cảm ơn, nó nói mắc cỡ, cảm ơn kỳ. Ngay từ nhỏ đã thấy rằng cái việc cảm ơn là cái gì đó nó kỳ kỳ rồi, chúng ta trở nên một cái người quá tiêu cực, quá tiêu cực. Cho nên quý bạn chị em mình hỏi thật, quý bạn chị em lên trên YouTube, quý bạn chị em nghe những cái bài thánh ca nha, chúng ta nghe những bài thánh ca, ví dụ như yêu Chúa hơn tất cả mọi điều đó, những bài thánh ca mà hiện nay nhiều con cái của Chúa ngợi khen Chúa, chia sẻ trên mạng của anh Isaac Thái, của các nhóm họ làm nhạc, họ đưa lên, chúng ta nghe chúng ta thích lắm đó, rất thích, bởi vì con cái của Chúa thích nghe, thích hát, chúng ta hát theo nữa. Nhưng mà hỏi quý vị, bao nhiêu người trong quý vị bấm vào cái nút đăng ký để ủng hộ kênh của anh em, bao nhiêu người trong quý vị bấm vào cái nút like để bày tỏ rằng mình thích, khích lệ anh em, bao nhiêu người trong quý vị bấm vào nút chia sẻ, share để chia sẻ qua Facebook, chia sẻ qua Google cộng để nhiều người biết đến cái video clip đó. Rất ít. Nói thật, rất ít. Chúng ta một cái động tác bấm vào like, một cái động tác bấm vào share, một cái động tác bấm vào subscribe đăng ký mà chúng ta còn không làm nữa. Chỉ một cái click chuột thôi, chúng ta không mất gì hết. Chúng ta không mất gì hết nhưng chúng ta không làm. Đó là một cái tư tưởng rất là tiêu cực. Nên xin rằng quý vị trong năm mới này, xin Chúa mở cho chúng ta một cái suy nghĩ tích cực, đó là chúng ta hãy yêu thương anh em chúng ta. Anh em chúng ta, quý vị biết, để mà làm được một cái bài nhạc đó thì phải rất là nhiều người, họ phải có ca sĩ, phải có người đàn, phải có người quay clip, phải có người edit lại, nghĩa là chỉnh sửa, ôi đủ mọi cái. Và thậm chí có nhiều nhóm phải thuê một cái căn nhà để làm cái trung tâm ghi âm hình, rồi đi ra ngoài ngoại cảnh để quay clip, rồi về làm, rồi mới xuất bản thành một cái bài nhạc thánh ca cho chúng ta nghe, để chúng ta dự phần ở Chúa. Chúng ta nghe không tốn một đồng, chúng ta nghe không phải mất gì hết. Nhưng mà quý vị ơi, chỉ cần chúng ta like, chỉ cần chúng ta share, chỉ cần chúng ta subscribe đăng ký, không có, chúng ta nghe xong chúng ta bỏ trôi, buông trôi, kệ anh em chúng ta. Họ đã làm vì yêu mến Chúa thì họ xứng đáng được nhận lại một cái lời cảm ơn chúng ta. Chúng ta không thể nào gặp anh em để cảm ơn, chúng ta chỉ việc bấm vào nút like, bấm vào nút trái tim, bấm vào cái điều gì đó để bày tỏ tình yêu của chúng ta, share cho nhiều người khác, giúp đỡ họ. Còn có những cái điều khác nữa mà mình sẽ nói vào trong những ngày sau, còn rất 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 là nhiều điều. Và trước hết chúng ta phải biết ơn Chúa. Những việc chúng ta hàng ngày trong cuộc sống phải cảm ơn Chúa. Đừng sống quá khép kín mình. Nhiều khi chúng ta nói, ôi tôi cảm ơn Chúa, Chúa biết. Trong lòng tôi cảm ơn Chúa, Chúa biết không? Chúng ta, Chúa biết rõ lòng của chúng ta, đương nhiên. Nhưng Chúa cũng muốn chúng ta bày tỏ nữa. Người cha biết con, nó thương mình. Vẫn muốn đứa con nó chạy lại, nó nũng nịu, nói, con thương ba. Chưa bao giờ người Việt Nam mình mà đến mà nói với ba rằng, ba ơi con thương ba, mẹ ơi con thương mẹ, không có đâu. Đến khi mà ba mẹ bệnh, nằm ở trên giường bệnh rồi đó, mới chạy lên khóc lóc này kia. Nhưng mà khi mà cha mẹ còn cảm nhận được thì không bao giờ nói rằng ba ơi, cha ơi, con yêu ba, cảm ơn ba gì hết, không có. Ngại, mặc dù cũng yêu thương thật, cũng muốn đến nói nhưng mà rồi ngại, nghĩ nói kỳ quá, tư tưởng quá tiêu cực. Cho nên chúng ta phải có một tư tưởng tích cực, chúng ta cảm ơn Chúa trong mọi lúc. Cảm ơn Chúa, thật lòng đến với Chúa và thốt ra bằng lời và nói với những người xung quanh nữa. Ví dụ, cảm ơn Chúa hôm nay Chúa cho tôi như vậy nè bạn, Chúa cho tôi như vậy. Có dám nói không? Dám bày tỏ không? Chúa đã yêu chúng ta quá rồi, chúng ta không có đáng gì hết, Chúa đã chịu chết vì có chúng ta và cho chúng ta làm con của Ngài rồi. Thì cái việc Chúa chỉ cần chúng ta like,
Có nghĩa là gì? Là Chúa ơi, con yêu Ngài, con thích Ngài quá. Chỉ cần chúng ta share, có nghĩa là chúng ta chia sẻ với những người xung quanh về Chúa. Chúa rất là tuyệt vời, tôi muốn giới thiệu với bạn, tôi muốn nói với bạn. Vậy thôi. Và chúng ta đăng ký kênh của Chúa bằng cách là gì? Chúng ta tham gia những lớp học, subscribe những cái lớp học, đăng ký những cái chương trình, những cái bài giảng. Có rất là nhiều, rất là nhiều cách để chúng ta bày tỏ. Hãy suy nghĩ tích cực trong năm mới này với bạn chị em. Hôm nay chuẩn bị gấp gáp, không có chuẩn bị một cái ly nước, khan tiếng, khô cổ. Cho nên quý bạn chị em ơi, chúng ta suy nghĩ tích cực. Bây giờ, quý vị nhớ rằng mỗi ngày quý vị cứ dậy sớm trước 6 giờ, pha cho mình một ly cà phê sữa, pha cho mình, quay làm cho mình một ly sinh tố. Quý vị ngồi mở cái điện thoại lên, mở cái máy tính bảng lên. Quý vị nào lớn tuổi thì con cái chỉ cho cái iPad gì đó, mở lên bài học kinh thánh hàng ngày đó. Hoặc là vô YouTube, mở lên, vô gõ vô chữ Lợi Nguyễn Văn thì ra cái kênh của Lợi. Xong rồi trong đó có những cái bài học quý vị nghe. Đó, quý vị vừa uống cà phê vừa nghe. Có thể là làm một cái việc gì đó, chuẩn bị ăn sáng cho người nhà, thì chúng ta cùng nghe lời của Chúa với nhau. Rồi quý vị nhớ một điều, đó là nếu mà muốn lần sau không có phải lên tìm nữa đó, quý vị cứ bấm vào cái nút đăng ký, bấm vào cái chuông kế bên. Thì mỗi một cái bài học mà Lợi học chung với quý vị thì sẽ quý vị sẽ nhận được cái thông báo. Quý vị chỉ việc mở YouTube lên thì cái bài đầu tiên sẽ được hiện ra, quý vị chỉ việc bấm vào để học. Nếu như quý vị có cái suy nghĩ tích cực mà nãy giờ lại nói rồi đó, thì quý vị bấm vào nút like nếu cảm thấy cái bài học hôm nay thích. Còn nếu mà rõ ràng bài học hôm nay khô khan quá, dài quá, thấy Lợi nói không có thu hút gì hết trơn, thì không cần bấm like. Bởi vì rõ ràng like là phải thật lòng. Nhưng mà nếu mình thật thích thì mình cứ like, nhớ like. Còn nếu không thích, bấm vô unlike, có nghĩa là cái bàn tay xuống, có nghĩa là tôi không thích, để lại biết rằng đúng, còn khuyết điểm, còn nhiều khiếm khuyết cần phải xin Chúa, nhờ cậy Chúa để thay đổi. Tốt, ý kiến mọi cái đều tốt. Rồi nếu như quý bạn chị em rành hơn chút xíu thì đánh nhận xét ở bên dưới, đánh vô comment đó là cảm ơn Chúa hôm nay bài học quý vị học thêm được cái gì đó. Ví dụ như theo tôi thấy là học thêm được cái này này, quý vị đánh xuống. Còn nếu như không có cái gì để học thêm, quý vị chỉ việc đánh xuống là tôi là một cơ đốc nhân. Có thể đánh tên của mình. Còn nếu ngại, quý vị ngại không muốn tên mình ra ở ngoài công chúng, thì thôi đành chịu. Bởi vì đó là tư tưởng tiêu cực rồi đó. Tiêu cực là tại vì mình không muốn xuất hiện trước công chúng. Có người nói tôi sao dám lộ cái mặt ra để cả thế giới biết vậy. Đúng rồi, bởi vì đó là một suy nghĩ tích cực. Tôi là một người tội nhân ở trước mặt Chúa, không dám nói như ông Phaolô là tội khôi nữa, còn tệ hơn cả ông Phaolô nữa. Nhưng mà tôi cậy ơn của Chúa, tôi làm điều nhỏ nhất để bày tỏ cái lòng biết ơn của tôi đối với Chúa. Thật sự tôi biết ơn Chúa. Và để học được bài học kinh thánh này, tôi phải khóc, khóc mà cảm ơn Chúa, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà bởi lòng biết ơn Chúa, tôi sẵn sàng xuất hiện ra cho mọi người. Có thể nhiều người nói tưởng sao thấy đó, bài đặt học kinh thánh thấy nó cũng tệ hại vậy, đủ mọi điều xấu xa. Đúng vậy, nhưng tôi xuất hiện ở đây để nói rằng tôi là người vô cùng xấu xa, nhưng mà Chúa yêu tôi nhiều đến độ mà tôi có thể dám ngồi đây để bày tỏ một chút xíu tình cảm của tôi dành cho Chúa. Quý vị ơi, nếu quý vị cứ ngại, quý vị không dám chia sẻ, quý vị không dám bày tỏ, thì quý vị quá tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực. Trong năm này hãy suy nghĩ tích cực. Xin đăng ký kênh. Và nếu như quý vị ngày nào đó tôi sẽ giải thích vì sao quý vị phải đăng ký kênh. Nhưng trước mắt, quý vị bấm vào đăng ký kênh thì quý vị sẽ chỉ cần vào YouTube thì quý vị sẽ thấy cái bài đó được hiện ra để quý vị dễ dàng theo dõi những bài mới. Bấm vào cái chuông. Còn bấm vào chia sẻ, rồi chọn bên dưới là Zalo, Facebook hay là Viber gì đó, thì quý vị chọn vào đó share, thì nhiều người bạn khác sẽ biết đến.
rồi cái cộng đồng mà bạn bè của quý vị sẽ biết đến để mà cùng học với nhau. Đó. Chúng ta phải có một cái tinh thần là like là để khích lệ, là nhìn thấy có nhiều người thích cái bài học hôm nay thì rất là vui, còn không thích cũng vui nữa, bởi vì Chúa cũng nhắc nhở mình để mình thay đổi. Và quý vị ơi, nếu quý vị nghe một bài nhạc của một nhóm nhạc của một con cái Chúa nào thì quý vị cũng làm giống như vậy. Hãy đăng ký kênh của họ, hãy subscribe, hãy like, hãy share. Đó là một cái điều mà mình góp phần đó, mình dự phần đó. Lợi sẽ nói với quý ông bạn chị em vào ngày mai về việc tại sao dự phần như vậy. Hôm nay thì dài quá, rất là dài. Hôm nay thì thật sự mà nói là lại rất là bận. Một chút lại phải đi rất là sớm. Mà thức dậy thì từ 12 giờ, bây giờ đã là 1 giờ rưỡi. Và còn phải up lên, rồi còn phải chỉnh sửa các cái thì tới lúc là lại đi luôn. Cho nên là một cái là cũng không có muốn nói dài như vậy đâu. Nhưng mà Chúa cảm động như thế nào thì mình nói thế ấy, không hề có soạn trước, chỉ có học trước lời của Chúa, học dành ra hơn nửa tiếng hồ nghe bài, đọc kinh thánh, rồi cảm nhận, rồi bắt đầu nói cùng với anh em để chúng ta học với nhau, chứ không có phải soạn từng chữ từng câu. Cho nên những gì lại nói hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng, từ sự chân thật và từ điều Chúa đặt để Chúa cho. Cho nên cũng có những thiếu sót, chắc chắn rất là nhiều thiếu sót. Thì nếu mà mình soạn chúng mà từng câu từng lời rồi mình ngồi mình đọc á thì cảm thấy nó không thật lắm. Dù nói như vậy thì rất là dễ có những cái sai. Cho nên xin quý ông bạn chị em thương xót, cầu nguyện nhiều để Chúa bao phủ, gìn giữ lại và giúp cho lại, cũng như quý vị khích lệ bằng suy nghĩ tích cực nãy giờ nói đó. Quý vị biết phải làm gì rồi. Cảm ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện kết thúc. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Chúa luôn yêu thương chúng con. Lẽ ra chúng con hư mất, lẽ ra chính mình con không đáng gì hết, đáng, chỉ đáng bị bỏ thôi. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài yêu thương chúng con. Và lời của Chúa sáng nay phán chúng con, đây là một bí mật, một điều tuyệt vời mà Chúa dành cho dân ngoại chúng con, để chúng con được dự phần trong sự cứu chuộc của Chúa, dự phần trong thân và huyết của Ngài. Chúng con được làm con cái của Ngài, được hưởng thiên đàng vinh hiển. Chúng con qua đời này, chúng con được vào ở với Chúa, vì chúng con đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Chúa ơi, còn nhiều ông bà anh chị em con có thể nghe bài học này nhưng mà họ chưa biết đến Chúa, họ chưa biết đến cái món quà tuyệt vời mà Chúa dành cho họ, chưa biết cái cơ nghiệp rất lớn mà họ sẽ hưởng được nếu họ tin Chúa. Chúa ơi, xin bày tỏ và xin cứu ông bà anh chị em con, xin cứu ông bà anh chị em con, xin cứu những người bạn lên YouTube và kết bạn với con, cùng chia sẻ với con, xin cứu họ. Chúng con cảm ơn Chúa, xin ban cho ông bà anh chị em con ngày mới phước hạnh. Con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, mình con hợp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Xin lỗi quý bạn chị em vì nếu như bài học có dài, quý vị cứ cảm thấy nếu bài học không có thích, quý vị cứ thoát ra. Nhưng mà cũng xin một điều là quý vị nếu đã vào xem các clip á, thì nên xem ít nhất là 2 phút. Ít nhất là 2 phút. Bởi vì nếu quý vị mà vào rồi quý vị thoát ra ngay đó, thì Google đó sẽ đánh giá là cái bài học, bài nói chuyện này nè, là có cái giá trị quá tệ, quá tệ đến nỗi mà người ta vào người ta thoát ra ngay, thì sẽ không có được gọi là chia sẻ cho nhiều. Ví dụ những người khác họ không có trong cái cộng đồng mà những người đăng ký á, thì họ sẽ không bao giờ thấy được cái bài học này. Còn nếu như quý vị vào mà nghe ít nhất là 2 phút hoặc là nghe hết thì cái video này, cái bài học này, người ta sẽ, Google sẽ thấy rằng cái bài này có giá trị và họ sẽ giới thiệu cái bài có giá trị với nhiều người khác ngoài cái đăng ký. Ví dụ như cái kênh này đang có là 1.000 người đăng ký thì có những người khác không có nằm trong cái danh sách đăng ký này cũng sẽ thấy được cái tin này, bài này, bởi vì cái bài này có giá trị. Còn nếu mà ai vô cũng thoát ra thì bài này hoàn toàn không giá trị, sẽ không được giới thiệu nữa. Cho nên đó là cái một cái điều suy nghĩ tích cực nữa mà lại nhờ quý bạn chị em, đó là quý bạn chị em không mất gì khi dành 2 phút, khi dành thêm 2 phút. Những người bạn chưa có Chúa, những người bạn không biết
vì về lời của Chúa xin cứ dành 2 phút để nghe. Và tôi tin rằng quý vị nghe 2 phút đó, Chúa sẽ giúp cho quý vị cảm nhận được một chút xíu nào đó về tình yêu của Chúa. Và biết đâu quý vị sẽ trở thành con cái của Chúa, và sau này quý vị sẽ hiểu đây là một đặc ân rất đặc biệt mà Chúa dành cho quý vị. Cảm ơn Chúa và xin chúc cho quý bạn chị em một ngày mới giống như cái câu Kinh Thánh mà lại để làm phong nền đây: mỗi buổi sáng thì là mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Cảm ơn Chúa, xin kính chào tạm biệt.